Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, tại phiên tòa chiều 20 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan xin được giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để giao lại cho con gái bởi đây là tài sản mẹ bị cáo mua cho con gái bị cáo. Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường đã có những chia sẻ pháp lý xoay quanh vấn đề trên. Góc nhìn pháp lý việc bà Trương Mỹ Lan xin bỏ kê biên tòa nhà là tài sản của con gái Tại phiên tòa chiều ngày 20 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, xin được giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để giao lại cho con gái. Bởi đây là tài sản mẹ bị cáo mua cho con gái bị cáo. Tòa nhà này đang cho SCB thuê làm trụ sở, nhưng hơn một năm nay, SCB không trả tiền thuê nhà, cũng không trả lại nhà, nên con gái bà cũng đang bế tắc. Trước đó, bà Lan xin hội đồng xét xử xem xét việc giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ, diện tích gần 000 m2 tại số 110 112 Võ Văn Tần quận 3. Đây là căn nhà mẹ bà đã mua với giá là 700 tỷ đồng, nên bà xin giao lại cho con gái và gia đình bà, trùng tu để bảo tồn di tích. Trong phần luận tội ngày 19 tháng 3, cơ quan công tố ghi nhận bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa, tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng, có vai trò chủ mưu, cầm đầu, phạm tội nhiều lần, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại tòa thì không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền, gây dư luận xấu. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Lan mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19-20 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Tử hình về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt bị phạt mà bị cáo bị đề nghị là tử hình. Về việc bà Trương Mỹ Lan xin bỏ kề biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường đã có những chia sẻ về mặt pháp lý cụ thể như sau. Theo quy định của pháp luật, chỉ có những tài sản sử dụng làm công cụ phương tiện phạm tội, những tài sản do phạm tội mà có, hoặc là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bị cáo mới có thể kê biên, phong tỏa để đảm bảo thi hành án về phần bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Còn đối với các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác, không liên quan đến tội phạm phải trả lời ngay cho chủ sở hữu tài sản theo quy định tại Điều 106 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việc đưa ra yêu cầu, đề nghị, cung cấp các tài liệu chứng cứ để chứng minh cho quan điểm của mình trong phần tranh tụng là quyền của bị cáo và của người báo chữa. Những nội dung này sẽ được hội đồng xét xử xem xét khi nghị án, nếu có căn cứ, có thể được chấp nhận. Theo ông Cường, trong vụ án hình sự này, ngoài việc xác định các bị cáo có phạm tội hay không, nếu có thì phạm tội gì, áp dụng hình phạt cụ thể đối với từng bị cáo ra sau, hội đồng xét xử cũng sẽ xem xét giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự. Cụ thể, sẽ làm rõ các tài sản bị kê biên, phong tỏa có phải là vật chứng của vụ án hình sự hay không, có phải là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các bị cáo hay không. Nếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của các bị cáo hoặc đủ điều kiện được xác định là vật chứng của vụ án hình sự, quy định tại điều 89 Bộ luật hình sự mới áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. Bởi vậy, khi nghị án mà hội đồng xét xử thấy những tài sản bị cáo đề nghị trả lại cho người thân của gia đình bị cáo mà không phải là vật chứng của vụ án, không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bị cáo sẽ căn cứ vào điều 89 và điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để trả lại cho chủ sở hữu tài sản. Còn nếu những tài sản đó là thuộc sự sở hữu hợp pháp của bị cáo hoặc được xác định là vật chứng trong vụ án hình sự sẽ không trả lại mà xử lý vật chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, SCB vẫn nợ tiền thuê nhà một năm chưa trả. Cụ thể, trong phiên tòa chiều ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Kết thúc phần bào chữa của các luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan được tự bổ sung bào chữa cho mình. Ngàn giọng bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nói tôi trong quá trình xét hỏi quanh co chối tội, đổ tội cho nhân viên cấp dưới khiến tôi vô cùng đau xót. Sau khi bị bắt, tôi biết có thêm hơn 50 người, nguyên là cán bộ SCB cũng bị bắt. Tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, vì các cán bộ ở SCB họ vô tình vi phạm quy định. Tôi đã làm đơn tình nguyện nhận một phần trách nhiệm, chịu tội cùng nhân viên SCB, tôi không quanh cò. Bị cáo Lan trình bày thêm, trong thời gian ở trại tạm giam, trái tim tôi rỉ máu, trăn trở làm sao để cho người mang tiền vào SCB. Bà Lan cho hay, bà đề nghị được tại ngoại để làm việc với tỷ phú nước ngoài để họ mang tiền vào SCB nhưng không được xem xét. Thông qua luật sư, con tôi nhắn họ hứa trong tháng 1 năm 2023, một tập đoàn tài chính thế giới sẽ vào nhưng với điều kiện phải gặp tôi để tôi bảo lãnh và gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Trước trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết nếu có một tỷ phú hay tập đoàn tài chính nào đó muốn mang tiền cho SCB, thì hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện gặp bị cáo ngay tại trại giam, tạo điều kiện hết sức. Nghe chủ tọa thông báo, bà Lan tiếp tục phân trần. Tôi trình bày để hội đồng xét xử hiểu, dù ở cảnh khổ tôi vẫn cố gắng, vẫn lo cho SCB. Bị cáo cũng nói, thời điểm trước khi bà bị bắt, SCB vẫn rất tốt, tương lai rất sáng sủa vì có tỷ phú nước ngoài chuẩn bị rót tiền vào. Hội đồng xét xử xem xét thật kỹ, không phải do chúng tôi làm dở nên SCB đổ bể, mà do tôi bị bắt. Tôi không làm người dân thiếu niềm tin. Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan khẳng định, tên của bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bao giờ liên quan đến SCB. Bị cáo Lan đặt câu hỏi, căn cứ vào cái gì mà buộc bà tội chiếm đoạt tài sản? Trương Mỹ Lan tiếp tục phân trần, Trần Thị Mỹ Dung nói một đến 2 năm nay tôi cho vay mấy trăm nghìn tỷ. Cho phép tôi làm rõ vì số tiền tôi bị buộc chiếm đoạt hơn 260.000 tỷ, thì trong hai năm đó tiền đâu mà SCB cho tôi vay? Bà Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét mối quan hệ của Vạn Thịnh Phát và SCB. Bà khẳng định Vạn Thịnh Phát không có người đại diện làm việc ở SCB. Về việc định giá các tài sản thế chấp, theo bị cáo, thời điểm trước khi bà bị bắt, trị giá tài sản rất lớn, nhưng lại áp dụng định giá vào thời điểm năm 2023, sau khi bà bị bắt. Lúc đó giá trị giảm tới 40%. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo xem bản thực thu chi của SCB từ thời điểm bà bị bắt tới nay và báo cáo tài chính trước khi bà bị bắt. Khẽ gạt nước mắt, bị cáo Trương Mỹ Lan xem xét kỹ về số liệu số tiền buộc bà chiếm đoạt. Theo bà Lan, việc buộc bà chiếm đoạt số tiền lớn đã ảnh hưởng tới tinh thần con gái, gia đình bà đứng trước hội đồng xét xử, bà Lan than thở. Gia đình tôi quá khổ, cá nhân tôi ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe. Về số tiền trước đây, bà đã nộp là của mẹ bà. Bị cáo đề nghị chuyển vào tài khoản của Trương Huệ Vân để Huệ Vân nộp khắc phục hậu quả. Bà Lan cũng xin được giải tỏa tòa nhà ở 19 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lan, đây là căn nhà mà mẹ bà mua cho con gái bà sau này cho SCB thuê lại để lấy tiền trùng tu căn nhà cổ ở 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý tại phiên tòa, Trương Mỹ Lan lên tiếng đòi SCB trả tiền thuê nhà hơn một năm nay cho con gái bà. Tôi đề nghị SCB trả tiền thuê nhà cho con tôi. Hơn một năm nay SCB không chịu trả tiền thuê nhà cho con tôi. Con tôi rất bế tắc. Có thể thấy mối quan hệ giữa Trương Mỹ Lan và SCB vẫn có nhiều ràng buộc đằng sau. Liệu rằng còn những tình tiết nào mới và Trương Mỹ Lan có thoát được mức án tử mà Viện Kiểm sát đề nghị trước đó? Thông tin mới nhất về phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Quý vị thân mến, ngày 20 tháng 3, phiên tòa xét xử vụ vạn thịnh pháp tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư. Đáng chú ý, sáng 20 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan xuất hiện tại phiên tòa với khuôn mặt mệt mỏi. Sau ngày đầu nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình, Đối với bị cáo này chung cho 3 tội danh. Luật sư đề nghị xem xét lại tội danh và thiệt hại của Trương Mỹ Lan. Sáng 20 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư. Bà Trương Mỹ Lan có mặt tại phiên tòa với khuôn mặt hốc hác không còn thần thái tự tin trước ống kính truyền thông như những ngày trước. Trong lúc đợi phiên tòa bắt đầu, bà Lan dành nhiều thời gian để đọc lại bản kết luận điều tra. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình, tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hình phạt là tử hình. Trước đó, chiều 19 tháng 3, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử đã cho các luật sư bào chữa với nội dung mà đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa. Là người đầu tiên tham gia bào chữa tại phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trình bày về hoàn cảnh gia đình, nhân thân của bị cáo, nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và sự hình thành nên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Về hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo luật sư Phan Trung Hoài, chỉ bao gồm một số công ty nhất định. Số lượng 1.000 công ty cho rằng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thì cần xem xét thỏa đáng hơn. Về nguyên nhân bối cảnh hoàn cảnh xảy ra vụ án, Viện Kiểm sát cáo buộc bà Trương Mỹ Lan thâu tóm. Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cần xem xét bị cáo tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần phải hợp nhất ba ngân hàng yếu kém, khi tham gia bị cáo Lan có vai trò là cố vấn ban hợp nhất. Cũng theo luật sư Hoài, quá trình hợp nhất suốt 10 năm trải qua nhiều giai đoạn đạt được một số kết quả nhất định, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng. Luật sư nói rằng không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. Ngoài ra, luật sư đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo và đề nghị viện kiểm sát làm rõ cơ sở pháp lý việc sử dụng kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân. Cùng với đó đề nghị xem xét lại tội danh tham ô tài sản đối với bị cáo Trương Mỹ Lăng cũng như xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo tại SCB. Nếu SCB bị thiệt hại thì chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại. Về tính xác thực số tiền thiệt hại của vụ án, luật sư Hoài cho rằng cũng cần xem xét lại bởi thiệt hại này có phải là thiệt hại hay là dư nợ tín dụng tại SCB. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, căn cứ và các tài liệu trong hồ sơ vụ án. Kết quả thẩm vấn tại tòa, nhận thấy có đủ căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thành Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết, sau khi hợp nhất ba ngân hàng, ngân hàng địa nhất, ngân hàng tín nghĩa và SCB cũ thành SCB như hiện nay, bà Lan đã nắm giữ hơn 91% cổ phận. Bà Lan sử dụng SCB như là công cụ tài chính để rút tiền nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân, ở tội danh tham ô tài sản, Viện Kiểm sát nêu, từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt số tiền 304.000 tỷ đồng và 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Ở tội danh, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Viện Kiểm sát nêu rằng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.000 tỷ đồng và không còn khả năng thu hồi. Ở tội danh đưa hối lộ, Viện Kiểm sát cho biết, để che giấu sai phạm của SCB với đoàn thanh tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, Cựu tổng giám đốc SCB nhiều lần dùng ô tô chở 5,2 triệu đô la Mỹ đến đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà Nhàn. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt đối với bà Lan là tử hình. Liệu rằng với mức án viện kiểm sát đề nghị ban đầu, Trương Mỹ Lan có kháng cáo để được giảm nhẹ tội hay không? Tin tức mới nhất của phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử ngày thứ 10, đại án Phạm Thịnh Phát bước vào phần tranh luận. Như thông tin đã đưa trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan được Viện Kiểm sát nhận định cần loại bỏ ra khỏi xã hội bởi là người chủ mưu, cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn. Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan và gia đình xin hội đồng xét xử tạo điều kiện bán nhiều tài sản bất động sản của mình để khắc phục hậu quả. Liệu rằng với việc bán hết khối tài sản cách dù đang sở hữu, bị cáo Lan có thoát án tử? Trương Mỹ Lan có thoát án tử sau khi bán hết tài sản giá khủng tại phiên tòa trước đó các bị cáo là thuộc cấp và đồng phạm của trương mỹ lan thể hiện sự ăn năn hối cải và mong hội đồng xét xử xem xét tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố bị cáo lan phủ nhận vai trò nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối tại scb cũng như phủ nhận vai trò chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện nhiều hành vi phạm tội theo đó bị cáo lan khai hoàn cảnh khi hợp nhất scb trong bối cảnh ba ngân hàng đang bị rút tiền nhà nước vận động nhiều doanh nghiệp nhưng không ai dám vào bị cáo từ chối rất nhiều lần. Ngân hàng nhà nước đề nghị bị cáo cố gắng mua được 65% để ổn định ngân hàng, kêu gọi đối tác, ưu tiên các đối tác nước ngoài, cho mượn tài sản. Bị cáo thấy trách nhiệm của mình cũng chỉ cho mượn tài sản tìm kiếm đối tác nên đồng ý. Vì vậy, bị cáo Lan cho rằng, mình chỉ cho ngân hàng mượn tài sản để tái cơ cấu nợ xấu chứ không chỉ đạo thành lập các công ty ma và không biết công ty ma là gì, không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB về phía SCB, đề nghị hội đồng xét xử xác định bà Lan và các bị cáo phải bồi thường cho SCB số tiền thiệt hại tính đến ngày xử sơ thẩm là hơn 760.000 tỷ đồng và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền. Trước đó, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Mặc dù không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình xin tạo điều kiện bán nhiều tài sản bất động sản của mình để khắc phục hậu quả. Trong đó, bị cáo đề nghị bán khách sạn DU Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này. Bên cạnh đó, bị cáo nói, bị cáo đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Place Liễu Giai Hà Nội với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu USD. Tuy nhiên, đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho biết trên thực tế, tòa nhà Capital Place Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu USD, chứ không phải 1 tỷ USD như bị cáo mong muốn. Bị cáo Lan còn khai, trước đây bị cáo từng dùng 920 tỷ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị cáo, hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với số cổ phần này, hội đồng xét xử xác nhận con gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng như thời điểm mua vào. Hội đồng xét xử cũng cho biết con gái bị cáo có đề nghị được bán nhà máy sản xuất vaccine thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án và bị cáo Lan đồng ý. Đối với cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài, Trương Mỹ Lan cho hay công ty bảo hiểm này là của một tỷ phú Hồng Kông mà bà không tiện nói tên, Trương Mỹ Lan mua cổ phần trị giá khoảng 920 tỷ đồng. Hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bà Lan đồng ý khi bán được sẽ dùng số tiền này để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, hội đồng xét xử thông báo có căn biệt thự cổ diện tích gần 3.000m2 tại số 110, 112 Võ Văn Tần, quận 3 cũng trong diện đưa vào giải quyết hậu quả vụ án, nhưng bà Lan đề nghị được giữ lại. Bà Lan cho biết, trước đây mẹ bà mua căn biệt thự ở trung tâm Sài Gòn với giá 700 tỷ đồng để cho con gái bà về ở. Hơn nữa, đây là biệt thự cổ để bảo tồn nên đề nghị hội đồng xét xử không kê biên vì không mua bán được mà phải bảo tồn. Vì vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử trả lại cho con và gia đình để sửa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam. Với số tài sản khổng lồ sau khi bán đi để giải quyết hậu quả vụ án, liệu rằng Trương Mỹ Lan có được giảm nhẹ hình phạt khác đi so với những nhận định của viện kiểm sát nói trong phiên tòa? Tại phiên tòa xét xử ngày thứ sáu đại án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan tiếp tục phủ nhận không hề biết đến số tiền 1 triệu tỷ đồng bị rút ruột của ngân hàng SCB. Bị cáo Lan đã khai, dù không còn sống cũng không lấy một đồng, thậm chí bị cáo còn khẳng định đã từng phải mang hết tài sản của mẹ đi để cố gắng giúp được ngân hàng. Trương Mỹ Lan khẳng định không lấy đồng nào của SCB. Sáng 12 tháng 3, phiên tòa xét xử 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư bào chữa cho Trương Mỹ Lan. Bà Lan bị cáo buộc năm 2012 đã thâu tóm SCB, được hợp nhất từ ba ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, Sài Gòn và Đệ Nhất. Trong 10 năm sau đó, người phụ nữ lập hàng nghìn hợp đồng vay sai trái quy định để rút 1 triệu tỷ đồng của SCB, hiện còn hơn 677.286 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Trả lời câu hỏi của luật sư, Trường Minh Lan khẳng định, từ ngày hợp nhất ba ngân hàng, bản thân chỉ đưa tài sản vào SCB để giúp ngân hàng tái cơ cấu và có bao giờ giúp tiền ra đâu, tôi có lấy đồng nào của SCB đâu. Bị cáo Lan cho hay, nguyên quán tại Triều Châu, Trung Quốc, nhưng sinh ra ở Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai. Theo bà, sau năm 1975, nhiều người đã đi nước ngoài làm ăn nhưng tôi chọn ở lại Việt Nam, được nhà nước tạo điều kiện làm ăn, Tiếp tục khai báo, trường Mỹ Lan trình bày có mẹ là tiểu thư của trưởng Bến Thành, cửa hàng tại 244 cửa Tây, chuyên bán mỹ phẩm, hàng hóa khác. Năm 1988, nơi này đổi thành trung tâm thương mại vật tư vào năm 1992, thành lập được công ty trách nhiệm hữu hạn. Bị cáo Lan trình bày thêm, mẹ tôi đã tích lũy được tài sản vì lúc đó rất là rẻ nên tôi có vốn và tâm huyết đi hoạt động cộng đồng. Cũng trong năm 1992, bà Lan đã gặp chồng là bị cáo Chu Lập Cơ, người Hồng Kông và sang Việt Nam đầu tư, tổ chức lễ cưới. Luật sư Phan Trung Hoài đặt câu hỏi, vì sao bị cáo biết đến SCB? Câu duyên nào đưa bị cáo đến ngân hàng này? Trường Mỹ Lan bật khóc cho hay, nghĩ đến ngày đó rất sột xa. Nữ bị cáo sau khi bình tĩnh trở lại, trình bày rằng, ngân hàng nhà nước từng mời nhiều người đầu tư nhưng không ai dám vào, vận động bà dù bà không biết ngân hàng, không thích ngân hàng. Bà cho hay, Ngân hàng nhà nước khi đó yêu cầu đầu tư vào SCB với ba nhiệm vụ cụ thể, gồm vận động bạn bè, miễn sao nắm trên 65% cổ phần của ba ngân hàng nhỏ để hợp nhất, không ảnh hưởng các ngân hàng khác và hệ thống tiền tệ quốc gia, cho mượn tài sản để SCB cơ cấu. Thứ ba là kêu được đối tác nước ngoài vào. Bị cáo Lan phân tích, đối tác nước ngoài vào SCB phải gồm hai nhóm, một là chuyên kinh doanh tài chính ngân hàng và một nhóm chuyên kinh doanh bất động sản. Trương Mỹ Lan khai đã đồng ý yêu cầu đầu tư ngân hàng mang khách sạn quy của mình để đi thế chấp cho ông Trần Bắc Hà. Mất trong trại tạm giam năm 2019, theo bị cáo đây là khách sạn năm sao đầu tiên ở Việt Nam có trị giá 1 tỷ đô la Mỹ nên vay được 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó ông Trần Bắc Hà rút lui vì thấy ba ngân hàng tiền thân của SCB nợ quá nhiều. Dù vậy bà Lan vẫn tiếp tục đầu tư. Trước tòa bị cáo Lan khai, tôi cố gắng mang hết tài sản Mang vàng của mẹ, mượn nhà cửa bạn bè đầu tư, tái cơ cấu, cố gắng nói đến năm 2017 phải xong. Thêm rằng khi điều tra, bị xác định mang khách sạn Windsor để đi thế chấp, lấy tiền dùng riêng, bà rất đau lòng. SCB lúc đó kinh khủng lắm, tôi biết cần rất nhiều tài sản nhưng tôi tin với trí tuệ của tôi, tài sản của tôi và bạn bè sẽ giúp được ngân hàng. Bị cáo Lan cũng thừa nhận về mặt kinh doanh thì hoàn toàn không biết làm ngân hàng. Các luật sư tiếp tục nêu câu hỏi về việc cáo trạng xác định bị cáo Lan nắm 91% cổ phần tại SCB nhưng chủ yếu nhờ người khác đứng tên, gồm 30% của các cổ đông nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ủy thác để làm rõ họ là ai nhưng đến nay chưa có kết quả. Trương Mỹ Lan lại khóc trình bày thêm nếu thực sự có tài sản sẽ chỉ để một nhóm người của SCB quản lý, nhưng là của những người được bạn bè bà giới thiệu rồi đầu tư vào ngân hàng. Bị cáo khẳng định không thể nói số cổ phần này là của mình, vì tôi hứa với ai tôi làm, hứa với người chết cũng phải làm, đây là bản tính của gia tộc tôi. Nếu hôm nay tôi có cổ phần lớn, tôi ngại đâu. Bị cáo cho rằng nếu nhận cổ phần là của mình, sẽ chiếm đoạt tài sản của bạn bè. Việc lãnh đạo, nhân viên của SCB đều khai cho Lan có vai trò lớn là người chủ của ngân hàng. Nữ bị cáo này cho rằng anh em ngu nhận vai trò của tôi và trách móc tại sao không dám nói sự thật rằng tài sản của tôi đưa vào để cơ cấu SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục chối tội và khẳng định không biết số tiền và không chiếm đoạt tiền của SCB. Sáng 11 tháng 3, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Trước việc cáo trạng xác định, Trương Mỹ Lan nắm từ 85 đến 95% cổ phần ở SCB rồi rút tiền của ngân hàng này, bà Lan khẳng định không đúng. Cho hay, bản thân và hai con gái chỉ nắm gần 15%. Đáng chú ý, trong 30 phút khai báo, bị cáo này đã hai lần bật khóc. Sáng 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan có mặt tại tòa, bị cáo trương mỹ lan mặc sơ mi trắng, thân sắc ổn định. trả lời hội đồng xét xử, bị cáo trương mỹ lan cho biết đã nghe rõ cáo trạng mà viện kiểm sát công bố tại phiên tòa, giống với cáo trạng mà bị cáo đã nhận. hội đồng xét xử nêu nội dung dù không giữ chức vụ trong scb nhưng bị cáo nắm 85 đến 91% cổ phần của ngân hàng. hỏi bị cáo có đúng không? bị cáo lan phủ nhận. bà nói phần tự khai cũng không đúng. chủ tịch tập đoàn vạn thịnh Phát khai bị cáo và gia đình nắm dưới 15%, 30% là cổ đông nước ngoài, khoảng 30% là nhờ bạn bè đứng tên dùm. Chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại SCB là 91%. Bản tự khai có phần đúng, phần chưa chính xác. Hội đồng xét xử tiếp tục. Bị cáo giải thích gì về tất cả người nắm cổ phần pháp lý đều xác nhận cổ phần đứng tên Trường Mỹ Lan? Bà Lan trả lời. Lúc hợp nhất, họ chỉ biết bị cáo đứng tên giúp SCB. Những người đứng tên dùm họ không biết mặt tôi, họ khó khăn không có việc làm, được tạ chiêu chung nhờ đứng giúp. Bị cáo khai và lý giải cổ phần này là của bạn bè bà nhờ đứng dùm. Bà Lan trình bày khi mới bị bắt, cơ quan điều tra hỏi bà có nhớ những cổ đông nước ngoài đứng tên dùm không? Bị cáo không thể nhớ nổi. Hội đồng xét xử một lần nữa hỏi bị cáo Lan toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra bị cáo khai có đúng không? Đề nghị bị cáo xác nhận. Chủ tọa đánh giá bị cáo rất kỹ trong lời khai, Lý giải điều này, chủ tọa cho biết đọc toàn bộ hồ sơ bút lục, nhận thấy bị cáo Lan đọc kỹ bản khai, ghi chú rất rõ phía dưới cái nào đúng, nào sai. Bị cáo Lan nói, tôi nghĩ đúng một phần. Lúc này, chủ tọa bác bỏ, đề nghị bị cáo xác nhận đúng hay không. Bị cáo Lan khai. Cái nào tôi ký xác nhận với luật sư chắc chắn đúng. Trong quá trình xét xử, bị cáo Lan nhiều lần xúc động. Xin hội đồng xét xử đừng dùng từ thâu tóm có được không? Mỗi lần nghe tôi xót xa chủ tọa nhắc bị cáo bình tĩnh và cho biết chủ tọa chưa đánh giá thâu tóm hay không đang nêu lại nội dung cáo trạng hội đồng xét xử hỏi từ chủ tịch hội đồng quản trị tới tổng giám đốc già lãnh đạo scb đều xác định làm việc theo chỉ đạo của trương mỹ lan họ xác định việc làm của họ kể cả ra nghị quyết xét duyệt tín dụng cho ai đều do trương mỹ lan chỉ đạo phụ thuộc chỉ đạo trương mỹ lan bị cáo giải thích thế nào bà trương mỹ lan phủ nhận không có trả lời về hội đồng quản trị bị cáo lan nói hợp nhất ba ngân hàng mặc định đã phân công cổ đông khác gây lộn bà nói cứ tin tưởng ban điều hành scb lúc đó tình hình nội bộ scb hỗn loạn áp lực trả nợ cho ngân hàng nhà nước bà lan nói các bị cáo làm sai quy định hay sai gì thì xin hội đồng xét xử thứ tội cho họ họ không cố ý không ai tham tiền sai là để bảo vệ scb không sụp đổ hội đồng xét xử nhắc nhở Bị cáo chưa trả lời đúng câu hỏi. Hội đồng xét xử muốn bị cáo trả lời tất cả bị cáo khác khai rõ quyền điều hành thực tế đều theo chỉ đạo của bị cáo. Bị cáo trả lời, đừng giải thích lý do họ làm. Trương Mỹ Lan khai, vị trí của bà là đi giải quyết cho mượn tài sản, không nắm quyền điều hành tại SCB. Bị cáo Lan nói, nếu tôi gây gớm như cáo trạng nói, thì xin hội đồng xét xử xem xét, ngày hôm nay tất cả tài sản bạn bè gia tộc nằm hết SCB. Và cho rằng tất cả lời khai các bị cáo khác khai có nhiều điều không đúng bị cáo dẫn chứng, Võ Tấn Hoàng Văn một năm chỉ gặp bị cáo 2 đến 3 lần, không thể biết để khẳng định bị cáo nắm quyền chi phối SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói tiếp, tôi không hề biết Đỗ Thị Nhàn, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn nhiều tôi nói với bà Nhàn là thanh tra sớm đi, tiếp tục hỗ trợ cho mượn tài sản để nhà đầu tư nước ngoài còn vào. Hội đồng xét xử nêu lại hành vi của viện kiểm sát nhân dân tối cao, cáo buộc bị cáo trong cáo trạng bằng nhiều phương pháp đã tuyển chọn nhân viên thân tín vào SCB lập các chi nhánh để tiến hành cho vay, lập công ty ma để mượn tiền giải ngân để sử dụng. Về những hành vi này, bị cáo phủ nhận, nói không đúng. Bên cạnh đó, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho nhóm bị cáo trong các công ty thẩm định giá. Theo bị cáo, bất động sản cao định giá theo giá thị trường, việc cơ quan công tố quy buộc công ty thẩm định giá nâng giá khống là chưa chính xác. Bị cáo Lan nói, mong hội đồng xét xử xem xét lại cho khách quan công bằng vì bất động sản có lúc giá rất cao nhưng không mãi giá như vậy. Cũng trong sáng 11 tháng 3, hội đồng xét xử nêu lại cáo buộc trong cáo trạng với bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ hơn 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi hành vi của bà trương mỹ lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền hơn 64.621 tỷ đồng từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn chiếm đoạt của ngân hàng scb số tiền hơn 304.000 tỷ đồng gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng với những cáo buộc này, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, thời điểm đó bà đưa tài sản vào SCB để cứu ngân hàng, bà Lan khai: "SCB không đủ tiền trang trải thì có đâu mà cho tôi vay tiền, vay tiền đưa đi đâu, tiền tôi sử dụng đi đâu, tôi liên tục đưa tài sản vào vì nếu tôi dừng là mất hết." Song chủ tọa cho rằng cáo trạng xác định bị cáo đưa tài sản vào là một hình thức thủ đoạn phạm tội, bị cáo Lan nói: "Chiếm đoạt 304.000 tỷ là hoàn toàn không có." SCB không có tiền, chẳng lẽ tôi đi chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của tôi hay sao? Mong hội đồng sẽ xét xử, xem xét vai trò vị trí, số tiền tôi chiếm đoạt. Để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, tiếp tục tái cơ cấu, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD để bưng bít sai phạm, làm nhẹ sai phạm tài chính của SCB để không đưa sai phạm SCB chuyển cơ quan điều tra. Bị cáo nói trước tòa, Tôi với chồng là người nước ngoài, làm việc chữ tín hàng đầu, bưng bít hối lộ là không có. Tại sao tôi gặp bà Nhàn? Tôi có biết bà Nhàn đâu. Võ Tấn Hoàng Văn làm phải chịu trách nhiệm. Các số tiền trong vụ án tôi không biết. Nếu tôi có thời gian làm việc ở đó, sao tôi không đi trả lại tòa nhà Times Square cho chồng tôi? Chồng tôi rất khổ. Trước khi kết thúc phần thẩm vấn, bị cáo Lan mong hội đồng xét xử, xem xét hành vi của mình. Bà Lan nói, bị cáo bốn đời làm phước xin hội đồng xét xử xem xét đạo đức gia đình chúng tôi xem xét bản chất scb xem xét tình trạng các bị cáo cáo trạng xác định bị cáo trương mỹ lan đã tuyển chọn bố trí nhân sự là những người thân tín vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt ngân hàng scb để nắm quyền điều hành thành lập các đơn vị thuộc scb chỉ đạo chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của mình bên cạnh đó trương mỹ lan đã chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay cổ phần, tài sản đảm bảo, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB, cầu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan đã thông đồng cầu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu. Trương Mỹ Lan đã mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm. Bị cáo này đã sử dụng ngân hàng STD để huy động vốn, sau đó tổ chức, chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng scb và tập đoàn Vạn Thịnh Phát triển khai việc thông đồng, cầu kết, lập hồ sơ hợp thức hóa như các khoản vay để rút ra rất nhiều khoản tiền lớn để Lan sử dụng vào các mục đích khác nhau. Vì đều là các khoản vay khống, do vậy khi đến hạn không trả được nợ nên Lan cùng đồng phạm tiếp tục tạo ra các khoản vay khống khác. Số tiền Lan rút ra sử dụng ngày càng nhiều, dẫn đến hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Cáo trạng xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn, trong đó, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi trên đã gây hậu quả khiến SCB bị thiệt hại số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan còn chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để từ đó tham ô chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng. Những phi vụ làm ăn hàng tỷ đồng giữa Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí trong phiên xét xử ngày 11 tháng 3, dự kiến phiên tòa xét xử bá Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án và Thịnh Phát. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Trường Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Cao Chí, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella. Trong vụ án này, Nguyễn Cao Chí là bị cáo duy nhất bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Cao Trí sở hữu hàng chục doanh nghiệp kinh doanh ở hai hệ sinh thái, trong đó công ty cổ phần tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, còn công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đại gia Nguyễn Cao Trí là ai? Với số tiền chiếm đoạt hàng tỷ đồng, Nguyễn Cao Trí là một cái tên được nhiều người tìm kiếm liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, Nguyễn Cao Chí, năm bao tuổi, từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của tập đoàn Bến Thành, Bến Thành Group như giám đốc đầu tư tại công ty Bến Thành Tourist năm 1999 đến 2005, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành, Bến Thành Lên. Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành lên đổi thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực, ẩm thực, giải trí. Ông chí được biết tới trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Capella Holdings. Thời điểm đó, Capella Holdings đã sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực như giải trí, 360 Sky Bar, Chiu Bar, La Vie Music and Bar, Trung tâm Hội nghị Tiệc Cưới, Hệ thống Nhà hàng, Cuối năm 2018, Capella Holdings đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí sau khi công ty trách nhiệm hữu hạng Crow Hospitality, thành viên thuộc hệ sinh thái của Nguyễn Cao Trí thâu tóm lâu đài Tamasago và nhà hàng Tram Trang từ doanh nhân khải xích. Ngoài F&B, Capella Holdings còn mở rộng kinh doanh trong bất động sản với cao ốc Saigon, Sài Gòn, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác trong lĩnh vực giáo dục ông nguyễn cao trí được nhắc tới với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục văn lang chủ sở hữu trường đại học văn lang tuy nhiên hiện nay chủ tịch hội đồng trường đại học văn lang đã thay đổi từ ông trí sang vợ là bùi thị phần anh đầu năm 2023 ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị theo đó ông nguyễn cao trí thành viên hội đồng quản trị sài gòn bank nhiệm kỳ 2019-2024 Đương nhiên, mất tư cách, không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2023, theo quy định tại Điều 35 Luật các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tổng số tiền là 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích, gồm 31,22% vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp do ông Trí đứng tên sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ công ty cổ phần Sài Gòn Đài Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Do quen biết từ trước, giai đoạn 2017-2020, bà Trương Mỹ Lan đã hợp tác với ông Nguyễn Cao Trí để đầu tư dự án mua cổ phần một số công ty của ông Trí. Cụ thể, ông Trí và bà Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn địa lệ công ty cao su công nghiệp với giá 45 triệu đô la Mỹ. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí số tiền 21,25 triệu đô la Mỹ, tương ứng hơn 476 triệu đồng để mua 31,22% vốn điều lệ ông Trí đang sở hữu. Tuy nhiên, do cổ phần công ty cao su công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm, bị cáo Trí và bị cáo Lan thống nhất ký hợp đồng, ủy thác đầu tư để ông Hồ Quốc Minh, người quen môi giới của bà Lan, cũng là người thân quen của ông Trí, đứng tên trên hợp đồng. Thường vụ thứ hai là bà Lan thỏa thuận với ông Trí mua 100% vốn điệu lệ của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Với trị giá 3.000 tỷ đồng, bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho ông Trí tổng cộng 20 triệu đô la Mỹ, tương ứng hơn 463 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan còn thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư vào dự án của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí, bà Lan đã hai lần thanh toán cho ông Trí với tổng cộng 9,5 triệu đô la Mỹ, tương ứng hơn 220 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, nhiều khoản tiền đầu tư và vay do hai bên không có giấy tờ, biên nhận. Đến tháng 1, 2022, ông Trí gặp bà Lan tại nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà Times Square Sài Gòn, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Chí nhận là của bà Lan, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Để đảm bảo số tiền trên, ông Chí đã chuyển nhượng cho bà Lan. 10% vốn điều lệ công ty Văn Làng và thống nhất với Bà Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần. Việc chuyển nhượng này không được ghi nhận trên hệ thống sổ sách kế toán. Thủ đoạn chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam đến ngày 21, 22 tháng 10 2022, ông Chí chỉ đạo cho trợ lý Bùi Anh Tuấn soạn thảo các văn bản điều chỉnh và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Làng đã ký theo thỏa thuận với bà Trương Lan. Tiếp đó, ông Trí đã hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ từ ông Hồ Quốc Minh sang em trai ông Chí và nhân viên kế toán công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Làng. Ngày 23 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Cao Trí hẹn gặp ông Hồ Quốc Minh tại quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất trước khi ông Minh đi nước ngoài chữa bệnh. Tiếp đó, yêu cầu Hồ Quốc Minh ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại công ty Văn Lang và bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn 31% vốn điều lệ công ty công nghiệp. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, chuỗi hành vi trên cho thấy ông Trí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thành lý hợp đồng chuyển nhượng, thành lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không trao đổi với Bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang chiếm đoạt tiền đã nhận của Bà Lan. Bắt đầu tại cơ quan điều tra, ông Chí khẳng định không nhận tiền của bà Lan. Đồng thời, ông Chí còn có nhiều đơn gửi các nơi khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Lan. Chỉ thừa nhận hợp tác với tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thờ chống Covid-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh thành trong nước. Ngoài ra, không có quan hệ kinh tế khác. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, ông Chí vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế không nhận bất cứ khoản tiền nào của Bà Lan, không biết quan hệ chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lan. Ông Chí còn khẳng định gặp ông Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao cho ông Minh ký bất kỳ tài liệu giấy tờ gì. Khi có kết quả giám định tài liệu, xác định chữ viết của ông Chí trong các tài liệu theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận từ Bà Lan, ông Chí vẫn không thừa nhận hành vi. Thậm chí, đại gia này còn cho rằng, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã vu khống, bôi nhọ danh sự của mình Do đó, bà Trương Mỹ Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Trí và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai của bị can, người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khẳng định đủ cơ sở xác định lợi dụng việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên lập hoàn thiện hồ sơ thành lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ tài sản khi khám xét với số tiền hơn 93 tỷ đồng, kể biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên, tổng giá trị là 266 tỷ đồng. Gia đình ông Nguyễn Cao Chí đã nộp hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, tổng cộng trên 1 một tỷ đồng. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!